chào quý vị khán giả. Bản tin truyền hình Pháp luật và xây dựng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị xử lý hơn 1.000 tỷ đồng tiền cọc đấu giá đất Thủ Thiêm. Khánh Hòa, nhiều khách sạn và cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Hà Nội, dự án đường sắt Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo xin lùi tới năm 2027. Thanh Hóa, dân bức xúc vì doanh nghiệp lấn chiếm hành lang an toàn đê điều. Sau đây là nội dung chi tiết. Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết việc xử lý số tiền đặt cọc tương đương 20% giá khởi điểm trong vụ đấu giá 4 khu đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm ở thành phố Thủ Đức không thuộc chức năng xử lý của cơ quan này. Do đó, Cục thuế thành phố đã kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan đề xuất cụ thể về việc xử lý số tiền đặt cọc của 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm theo đúng chức năng. Cụ thể, tính chung cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá ngày 10 tháng 12 năm 2021, tổng số tiền cọc có hơn 1.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo kế hoạch này, Khánh Hòa sẽ có 182 dự án nhà ở thương mại, 35 dự án nhà ở xã hội, 14 dự án nhà ở sinh viên, 9 dự án nhà ở công nhân và nhiều dự án nhà tái định cư. Để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022, tỉnh Khánh Hòa cho biết cần tới 10.300 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam Phổ Minh ở thị xã Đức Phổ. Theo đó, dự án này có diện tích hơn 36 ha với tổng vốn đầu tư là 820 tỷ đồng. Được biết, dự án này sẽ thực hiện đấu thầu để chọn nhà đầu tư. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tạm đình chỉ hoạt động 2 khách sạn và 3 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Theo Công an, 5 cơ sở nói trên đã vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy trong thời gian dài. Trong đó, đáng chú ý là khách sạn quốc tế tại số 8 đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang của công ty cổ phần Thành Hưng Nha Trang. Khách sạn này đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy theo Nghị định số 136 của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa báo cáo về đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý việc một hộ gia đình xây công trình trái phép trên đất quốc phòng. Theo đó, khu đất vi phạm được xác định là của hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý có địa chỉ tại Ninh Bình. Cụ thể, gia đình ông Quý đã san ủi làm đường nhựa, xây nhiều căn nhà kiên cố trên diện tích gần 8 hectare ở xã Hà Long, huyện Hà Trung. Trong đó có hơn 55m² là đất mà tỉnh Thanh Hóa cấp cho quân đoàn 1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá, tổng hợp khó khăn vướng mắc theo từng dự án. Được biết, ban chỉ đạo có 18 thành viên, ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm trưởng ban. Hiện nay, người dân sống trên địa bàn xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vô cùng bức xúc vì hành lang đê điều trên địa bàn đã bị lấn chiếm. Theo người dân, đơn vị lấn chiếm hành lang an toàn đê điều là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và nền móng Sơn Hà. Cụ thể, đơn vị này đã xây dựng 2 dãy nhà, xưởng, sản xuất cọc bê tông ngay vị trí ven đê sông Mã, dọc tuyến quốc lộ 45. Điều đáng nói, sự việc đã diễn ra hơn 1 năm, nhưng chính quyền chưa vào cuộc để xử lý. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang tiến hành các thủ tục trình chính phủ phê duyệt điều chỉnh dự án đường sắt đô thị tuyến Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo. Trong đó, thành phố Hà Nội xin lùi tiến độ hoàn thành dự án này tới năm 2027 thay vì năm 2015. Đồng thời xin tăng tổng mức đầu tư từ hơn 19.500 tỷ đồng lên gần 36.000 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới phía Đông, đường Vành Đai phía Tây ở phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân trong việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án này chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Được biết dự án này có quy mô gần 20 hectare với tổng chi phí thực hiện là hơn 1.200 tỷ đồng.